Bây giờ nghĩ ra cái gì phải nướng ăn nhỉ? Có lửa rồi. Có lửa rồi thì nghĩ ra gì? Nghĩ ra gì không? Hay đi bẻ chuối xanh về nướng đi. À, bẻ bông nau về đây nướng. Bẻ cái nau ấy. Ăn cái nau nướng chưa? Chưa. Ra kia chặt đi, ra kia cầm dao ra kia chặt. Ra cái nau đi tìm cái nau này. Nau nướng ăn. Nau nướng. Kia bụi nau đằng kia, bụi nau đằng kia có. Hay bây giờ về lấy muối. Về lấy súp đi. Có súp mì tôm không? Nhà anh có. Hãy về lấy muối với mì chính. Bảo các Kim Anh về lấy ra đây đi chấm bông nau. Chặt chuối non chấm. Ăn non chuối. Nhá. Bây giờ anh ấy Kim Anh về lấy anh Kim Anh về đi lấy gì nhỉ? Lấy muối với ớt với mì với lại mì chính. Kim Anh ơi đi về lấy ớt muối mì chính Kim Anh ơi. Cả anh nữa. Nha, chú đi chặt chuối nhá. Rồi. Một bắp nữa. Mỗi người phải hai bắp chứ. Hai bắp này. Kia đang cầm một bắp rồi, chặt hai bắp rồi. Mang vỏ ra đây, mang vỏ thêm một bắp nữa. Một bắp nữa. Rồi, con này nó đủ bữa rồi. Chanh nha. Đây thay cả quất nè. Đây ớt đây. Hai quả ớt. Vứt này Kim Anh ở. Cho. Đây đi ra để đây đi chặt cái bẹ chuối để làm anh ra chặt một cái bẹ chuối để đi ra chặt đi. Đi ra chặt cái bẹ chuối để làm cái chấm. Đi ra chặt cái chuối xong về làm chấm. Xôi sắp chín rồi. Đấy. Chuối đang là ăn nọn chuối luôn. Ăn nọn chuối ngon lắm. Cái này bóc cái này này, bóc cái mẹ chuối này. Bóc mẹ chuối này này. Bóc còn sợ nó đầu. Mềm không? Chấm như này. Ngon không? Đắng không? Ngon lắm. Mát mát nhỉ? Ăn này đỡ khăn nước. Mát đâu? Mát, mà tôi hơi nhiều nhựa. Hơi nhiều nhựa tí. Ngon thế. Đắng. Cái đấy mà đắng. Ngọt nhỉ, mát. Mát không? Anh thấy mát không? Ăn cái nõn này. Cái này lớn ăn được chứ mày ăn không thể đắng. Ăn gì đắng, ngon thế nhỉ. Ngon, mát. Mát thế. Mang này tối về xào. Đấy. Vớt đi, vớt đi, vớt đi. Ngon chưa? Ngồi được rồi. Ây. Hai bắp. Cầm đi ở.
có vào nhưng con vào vứt ở trong đi. Đấy. Giật cái gì? Nhớ đấy để tí uống ấy.